Nếu thiên đường có hàng chục con hổ béo, điều đó chẳng khác gì địa ngục, hứa sẽ là thiên thần của nhau. Tại sao chỉ có hổ béo? Nobita và Béo Lan vẫn đang suy nghĩ nên tặng quà gì cho Giáng sinh. Một tấm thiệp chúc mừng đã được gửi tới. Khi tôi mở nó ra, một loạt các nàng tiên nhỏ và dòng chữ bay ra, và giọng nói của Dorami vang lên. Lời vừa rơi, hai người họ bị cuốn vào thế giới của những tấm thiệp chúc mừng. Đúng như Dorami đã nói, một nhóm tiên từ xứ tuyết nhảy múa xung quanh họ. Dưới váy con gái có gì? Vấn đề muôn thuở này cuối cùng cũng có lời giải. Hóa ra là những bông tuyết lấp lánh. Patty Blue cũng bắt đầu vặn vẹo với người tuyết nhỏ, thưởng thức điệu nhảy đẹp. Hai người vừa bước ra từ thiệp chúc mừng, Dorami đã gọi. Hóa ra đây là sản phẩm hot trong tương lai. Khi nhạc phát, bạn có thể bước vào thế giới được mô tả trên thiệp chúc mừng. Nobita nóng lòng muốn chia sẻ loại thiệp chúc mừng này với bạn bè của mình. Nhưng khi Nobita tới nhà Siafu thì cậu phát hiện ra vẫn còn một giờ nữa trước khi bữa tiệc bắt đầu. Lan Béo không còn cách nào khác đành phải lấy tấm thiệp Giáng sinh vừa đặt mua ra để giết thời gian cho mọi người. Sau khi nghe Lan Béo giải thích, mọi người bắt đầu mô tả thế giới yêu thích của mình trên thiệp chúc mừng. Tất nhiên, nội dung bây giờ được giữ bí mật. Viết xong, mọi người xáo trộn các thiệp chúc mừng lại với nhau và rút ngẫu nhiên. Người chiến thắng đầu tiên là Patty Blue, đưa mọi người đến một thế giới tràn ngập bánh Giáng sinh. Thế giới này còn có bánh Doreki, nhưng có rất nhiều món ăn ngon. Tiểu Phúc và Hổ Béo tình cờ cùng yêu một người, không ai trong số họ sẽ nhượng bộ người kia. Bắt đầu, bạn bắn một cái và tôi bắn một cái, không để ý rằng nhạc sắp dừng. Kết quả là tôi thậm chí còn không bị cắn một miếng nào. Tiếp theo là vòng rút bài của Nobita. Quả nhiên, tôi nhập hồn ngay lập tức. Điều tiếp theo chúng tôi muốn thấy được Shizuka mang đến cho bạn. Buổi trình diễn ánh sáng Giáng sinh trong thế giới giấc mơ. Mọi người đang ngồi trên xe trượt tuyết, chứng kiến cái gọi là màu đen đầy màu sắc, giống như bóp nát trái tim thiếu nữ và rải nó lên bầu trời đêm. Không thể có đủ. Tiếp theo, Hổ Béo vẽ thiệp chúc mừng cho Nobita. Tôi muốn cho bạn xem cây thông Noel cỡ lớn. Những người bạn đến bên bờ ao câu cá. Nhìn phía sau, có một người khổng lồ đang câu cá hồi. Đây là loại cây Giáng sinh gì? Người khổng lồ cho biết tên anh ta là Chris. Bây giờ mọi người đều muốn hiểu, lỗi đánh máy là lỗi của Nobita. Nó thực sự là một con cá đã trượt qua 9 năm giáo dục bắt buộc, chỉ còn lại 2. Hổ Béo quất mạnh, mọi người đều biết điều gì đó sắp xảy ra khi họ nghe anh nói từ nghe. Chắc chắn rồi, F.A.T. Tiger sẽ hát một bài hát Giáng sinh cho mọi người. Bây giờ tôi thậm chí không thể chạy trốn. Một cuộc tụ họp thánh ca gồm hàng trăm con hổ béo, khung cảnh rõ ràng là thiên đường, nhưng những giọng nói từ địa ngục vẫn đến và đi, giống như nghe nhạc cổ tích và bị điếc tạm thời. Chồng tôi dựng tóc gáy khi nghe điều này, nhưng người ta vẫn nói, đầu bạn có thể gãy hoặc chảy máu, nhưng tóc thì không nên rối tung. Bài hát mừng Giáng sinh cuối cùng cũng kết thúc. Anh ấy vui mừng đến mức hét lên tuyệt vời 3 lần. Ai ngờ hổ béo lại tưởng chồng tôi lại muốn chúng chơi thêm một bài nữa. Không có chỗ cho anh ta tự vệ, tôi bất lực nhìn mình bị bỏ lại một mình trong tấm thiệp chúc mừng. Hổ béo đi vệ sinh, Lam Mập nhìn thấy thiệp chúc mừng động đậy, vội vàng đè xuống. Tôi sợ tôi sẽ quay lại lần nữa. Người chồng tội nghiệp vừa bò ra được nửa cơ thể, anh ta lại bị phong ấn bởi một người đàn ông béo nặng 250 pound sau nhiều lần được rửa tội bởi những con hổ béo. Khi người chồng bước ra, mọi người gần như kiệt sức. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng để mở tấm thiệp chúc mừng của mình ra. Lần này chúng ta sẽ đến ngọn núi tuyết số 1 thế giới để đua xe trượt tuyết. Lúc đầu nó khá thú vị, nhưng càng về sau càng đáng sợ. Patty Blue đã nhận ra điều đó, đó là độ cao và độ dốc. Họ là những ngọn núi phủ tuyết số 1 trên thế giới. May mắn thay, âm nhạc sắp dừng, nhưng mọi người đột nhiên quay lại lần nữa, vì thiệp chúc mừng đã bị con mèo của chồng đóng lại. Vậy có phải sự tò mò của mèo thực sự giết chết con người? Khi Dorami đến, mọi người vẫn chưa bước ra khỏi thiệp chúc mừng. May mắn thay, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Hãy để mọi người ra ngoài. Mọi người đang ở ngoài ngắm tuyết. Cô gái trẻ mang bánh đã dẫm phải thiệp chúc mừng, bắt đầu chuyến đi xe trượt tuyết đầy gay cấn và thú vị. Ngay cả chồng tôi cũng không nhận ra rằng mẹ ruột của anh ấy đã mất. Đây là các bữa tiệc bắt đầu, mọi người đã có một Giáng sinh vui vẻ nữa. Khi nào thì người chồng và người mẹ tội nghiệp sẽ ra tay? Bị điểm không có đáng sợ không? Không đáng sợ, chỉ cần một chiếc búa. Dấu chuyện có phải là lãng phí đầu óc không? Không có trí tuệ, chỉ cần một chiếc búa. Gặp phải hổ béo muốn ăn thịt người có nên bỏ chạy? Không cần phải trốn thoát, vẫn là cái búa. Đó có phải là bài thi không điểm không quen thuộc? Tất nhiên đó là một vấn đề, không chỉ bị chồng chê cười. Tôi cũng bị tấn công bởi Versailles tàn nhẫn. 96 điểm trọn vẹn, Nobita có thể nói gì? Tất nhiên là xin chúc mừng. Sau đó chồng tôi đi nhận giải, trở về nhà giận dữ. Ai biết hình như mẹ tôi có mắt sau lưng. Nobita có thể làm gì? Tất nhiên, tôi phải trốn về phòng trước để cứu mạng. Doreki cao cấp trước mặt bạn. Nó khiến Nobita có ý tưởng đi ăn một mình. Nhưng nhìn thế nào đi nữa, nó cũng chỉ là một hòn đá mà thôi. Ai là người chịu trách nhiệm cho sự cố bất ngờ này? Tất nhiên đó là phòng thủ ban ngày và phòng thủ ban đêm của Patty Blue trước Nobita. Tất cả là nhờ chiếc búa khóa. Béo Lan đánh trái tay, hòn đá biến thành Doreki. Hóa ra chiếc búa này có thể khóa được những vật dụng quan trọng. Nếu bạn chạm vào nó bằng một bề mặt phẳng, nó sẽ khóa. Nhấn vào nó bằng đầu và nó sẽ mở khóa. Miễn là nó bị khóa, ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không thể phá vỡ một vết nứt. Lúc này mẹ tôi đến giết. Cũng may Lan Béo cho anh mượn đạo cụ. Tôi niêm phong tờ giấy ngay trước khi mẹ tôi bước vào chiến trường. Nhìn con trai lớn vác đá về nhà, tôi cũng choáng váng trước mẹ. Béo Lan có chút hối hận. Nobita có cảm thấy xấu hổ không? Dĩ nhiên là không. Anh cầm búa đến nhà vợ, nhìn vợ nói tôi không muốn giúp cô ấy. Tiện dụng nhưng trung thực. Nobita là chiếc búa nhỏ 40 và chiếc búa lớn 80. Giờ chả ai muốn ăn nữa. Nhưng tôi không ngờ chồng tôi nhất quyết muốn bước vào, chỉ muốn cứu mạng tôi. Món quà tôi nhận được khi đạt điểm cao trong kỳ thi. Tôi vẫn chưa sưởi ấm bản thân. Anh ấy bị thu hút bởi F.A.T. Tiger. Nhìn hổ béo hăng hái mở rộng vòng tay, người chồng hét lên rồi bỏ chạy. Vậy là anh đã xuất hiện ở đây. Biết đâu Nobita còn nhớ. 96 điểm trăm ghét Siafu. Một nam nhân chất lượng cao. Nhưng khi tôi nghe nói rằng bạn có thể sử dụng máy chơi game, anh lập
lập tức thay đổi sắc mặt, búa lên búa xuống, máy chơi game biến thành đá, chỉ cần giữ nó và rời đi. Hai người họ tiến hành phản trinh sát suốt chặng đường. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm điều đó mà không bị chú ý, thoát khỏi sự truy lùng của kẻ bắt nạt ở thị trấn nhỏ. Tại sao nó đáng sợ? Đôi mắt rực lửa của hổ béo càng giấu tôi càng giấu nhiều hơn. Fat Tiger cảm thấy tanh hơn, nhưng khi bạn nhìn thấy nó là một hòn đá, có hai người đổ mồ hôi. Hổ béo nghĩ điều đó là đúng, chỉ cần mang nó về nhà và ép thùng dưa cải đã già. Ngạc nhiên hay không? Ngạc nhiên hay không? Hai người lợi dụng hổ béo ra ngoài giao hàng, bí mật lẻn vào nhà Fat Tiger. Chàng trai nói vơ sai khi anh ta mở miệng, quyết định trao cho gia đình Fat Hô Thương vụ kinh doanh 100 triệu đầu tiên. Tôi muốn cây đèn thần của Aladdin lần nữa, tôi muốn một tấm thảm bay 3 tư nữa. Nobita nhân cơ hội lẻn vào phòng, chỉ có một mục tiêu, thùng dưa cải già. Nhưng tôi đã phạm sai lầm ở đây. Nụ cười của Mona Lisa thực sự tồn tại trong gia đình Fat Tiger. Chỉ biết nhìn mẹ hổ béo vào nhà, thấy Nobita sắp bị lộ, không ngừng làm một việc và hai việc, biến cửa trực tiếp thành cửa đá, một chiếc chậu đá khác hay đá, sau đó gỡ bỏ con dấu, lợi dụng sự bối rối của mẹ hổ béo, ôm hòn đá và bước đi. Nhìn hòn đá bị mất, hai người vui vẻ rồi bỏ chạy. Mục tiêu nhỏ 100 triệu của Fat Tiger Mom cũng bị trượt, cả hai đã đến bãi đất trống. Sau khi Nobita một lần nữa khẳng định cậu có thể chơi game console, đó là một cái búa nhỏ 40, nhưng hòn đá không hề chuyển động, cộng với một chiếc búa tạ 80, nó đã bị nghiền nát bởi đá. Ai biết Fat Tiger sẽ có một bất ngờ lớn. Đây thực sự là một hòn đá muối, những viên đá thật đã bị ném xuống sông từ lâu, số lượng đá bên sông, cả hai đều bối rối, tôi chỉ có thể đập nó từng mảnh một. Cuối cùng, sau khi đánh nó đến tận cùng thế giới, tìm thấy nó, hai người vẫn chưa có thời gian để hạnh phúc. Hổ béo như thần khí từ trên trời giáng xuống, hổ béo tha cho bạn, đó là một ân huệ. Nếu Fat Tiger đánh bạn, đó là một tai nạn, chỉ là tai nạn này quá tốn công sức. Mơ thấy hổ béo định ăn thịt người, Nobita chỉ có thể nhấc được một chiếc búa nhỏ. Đã gần nửa đêm mà Nobita vẫn chưa về nhà. Khi Fatty Blue đến, Nobita và Hammer đều hóa đá, làm sao Nobita có thể hồi phục bây giờ? Những con đường tương lai vắng tanh, có sinh vật ngoài hành tinh tấn công khắp nơi. Cùng xem cao thủ Nobita sử dụng súng như thế nào nhé. Cứu thế giới, kỳ nghỉ hè tốt lành. Nhưng vợ tôi lại muốn bỏ Nobita để đến Hokkaido. Chồng tôi còn tàn nhẫn hơn, tôi muốn đến một biệt thự lớn ở Hawaii để tắm nắng. Ngay cả gia đình Fat Tiger, tôi cũng sắp đi du lịch đến Guam. Nobita thật trống trải, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi đã hứa sẽ không bỏ cuộc trong suốt quãng đời còn lại. Tất cả đều là lời nói dối của bạn bè. Ý nghĩ phải hứng chịu đòn chí mạng thứ hai sau chuyến đi, Nobita vội vã đi tìm Lang Béo. Hãy đưa mình đến một nơi tuyệt vời. Nhưng hôm nay Lang Béo hình như đã ăn phải thuốc súng, vội vã về nhà, không nói một lời. Anh nhảy vào cổ máy thời gian, các thao tác đều mượt mà và trơn tru. Nobita hoàn toàn bối rối, nó có thể là một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh hay ngày tận thế. Để xác nhận tình hình, Nobita quyết định đi tới tương lai, muốn chết xây nhà mà không biết số nhà. Chúng ta chỉ có thể đến đó trước, hãy thực hiện một chuyến đi đến tương lai một cách thuận tiện, thời điểm có thể đạt được. Nobita hoảng sợ, anh hoảng sợ, dùng đỉnh tháp làm ống hút cứu sinh. Đại hùng liếc sang một bên, có một chiếc đĩa bay, sự đuổi đánh, Nobita vô tình bị ngã, thấy Nobita sắp biến thành kẻ cặn bã, tốc độ rơi đột ngột chậm lại, chỉ khi đó tôi mới cứu được mạng sống của mình. Nhìn phía sau, tôi phải than thở về sức mạnh của thiết bị chống trọng lực ở thế kỷ 22 và vùng đất mà Nobita tưởng là, nhưng đó không phải là đất, nhưng một khu vườn treo. Nobita bước đi trên con đường vắng, nhưng không thể nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào, quyết định hỏi ai đó, nhưng các cửa hàng trong tương lai đều sẽ là cửa hàng thông minh. Dù Nobita có hỏi thế nào, trí tuệ nhân tạo chỉ có một câu trả lời, thích và theo dõi. Kết quả là Nobita bị đánh nhầm và bị lột sạch quần áo, tôi cũng nhận được miễn phí một bộ quần áo hợp thời trang trong tương lai. Quan trọng nhất là không có tiền. Nobita bước đi của một cán bộ kỳ cựu, càng nghĩ về nó càng kỳ lạ, lại đến nhà hàng, nhưng cũng không có người sống. Nobita chỉ có thể thưởng thức một bữa ăn miễn phí, nhưng Nobita liếc sang một bên, khu vườn trên cao đang trong tình trạng chạy khắp xóm. Mặc dù tôi không biết nó là gì, nhưng miễn là nó là một sinh vật sống, Nobita không chú ý đường suýt biến thành chuột chết đuối. Không ngờ anh ấy đã nhảy được 10 mét. Bây giờ Mavavira đã khám phá ra một thế giới mới, một cú nhảy nhẹ sẽ lập kỷ lục Guinness. Đi thang máy, hãy đến với Sky Garden, chạy suốt chặng đường, bắt mắt, nhưng chúng có rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh. Nobita sợ hãi đến mức hét lên và bỏ chạy. Sinh vật ngoài hành tinh tấn công. May mắn thay, Nobita bước ra với đôi giày chạy bộ. Anh ấy cũng biết cách ngồi xổm trên cỏ vào những thời điểm quan trọng. Điều này đã cứu mạng tôi. Bây giờ Nobita lại càng hoảng sợ hơn. Có thể nào trái đất đã bị chiếm đóng, nhân loại đã bị xóa sổ? Nobita nhớ lại sự hoảng loạn của Lang Béo lúc đó, chiếc búa thực sự đã biến mất. Tại thời điểm này, Thạch Tu xuất hiện ở phía sau hắn, nhìn thấy cháu trai lớn của tôi, Nobita đã khóc vì sung sướng. Xem Nobita nói về cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, Sisil cũng hoàn toàn hợp tác với màn trình diễn của ông nội. Tại sao tôi là người đàn ông cuối cùng trên thế giới? Loại đĩa bay nào xâm chiếm trái đất, giải phóng các sinh vật ngoài hành tinh, nướng con người thành từng mảnh vụn trong vài phút. Tôi thật tốt bụng khi đưa cho Nobita một khẩu súng, không có thời gian để than thở về sự sụp đổ của thế giới. Người ngoài hành tinh lại tấn công. Khi nói đến bắn súng, Nobita là vua. Những bước đi quyến rũ theo nhịp độ của quỷ dữ và những góc độ bất ngờ và phức tạp, đánh bại các sinh vật ngoài hành tinh đến tận cùng. Nobita và Sisi cổ vũ lẫn nhau, phát động cuộc tấn công cuối cùng. Nhìn thấy chiến thắng trong tay, đĩa bay khổng lồ xuất hiện trên đầu, một tia sáng trắng rơi xuống, đã đánh bay hai người. Khi Nobita tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Sisi ngất xỉu. Chưa có thời gian để buồn, tôi thực sự đã nhìn thấy những con người khác một lần nữa. Fat Bo vừa trở về sau chuyến du hành lên mặt trăng, Nobita vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người đi vòng quanh hệ mặt trời và du hành tới sao hỏa cũng đã trở lại. Đôi mắt Nobita
Nobita mở to như chuông đồng, vì tất cả những gì tôi vừa trải qua, tất cả đều chỉ là trò chơi ba chiều, bởi vì Nobita dành toàn bộ thời gian để lang thang khắp nơi, đó là lý do cháu tôi không có tiền đi du lịch. Về phần Domain, tôi vừa quay về tương lai để thay thế linh kiện, mặc dù Nobita chưa có khả năng du hành ở thời hiện đại, nhưng tôi có một trò chơi ba chiều còn thú vị hơn cả việc du hành. Vậy các bạn có đi du lịch trong kỳ nghỉ hè không? Chồng tôi dùng nước hoa cao cấp của Pháp, vẫn còn mùi hôi của FAT Tiger chưa tắm. Hãy để ông bắt cày có một chỗ mềm mại cho cả hai. Nobita cả ngày không làm gì, tại sao tôi lại nhận được 1.000 nhân dân tệ từ mẹ tôi? Để bắt trận đấu bóng chày, Nobita bị tạt nước bẩn, anh ta cũng bị bắn vào đầu bằng sơn màu xanh lá cây. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống đàng hoàng, đầu phải hơi xanh. Nhưng mẹ tôi đã rất tức giận. Vừa thay quần áo, mẹ nhờ Nobita chạy việc vặt, nhưng Nobita đang bận hẹn hò, làm sao tôi có thời gian để đối phó với mẹ tôi? Nhưng vừa rời khỏi nhà, lại gặp hai gã chồng hổ đang chặn cửa. Nobita hét lên và bỏ chạy, nhưng bị trượt chân, tự nhuộm màu sô-cô-la. Đúng là hai ngày không đánh nhau, viêm tuyến tiền liệt. Mẹ vừa nói thẳng những lời cay nghiệt, tôi sẽ không muốn bạn lần sau. Bây giờ Nobita đã ngoan ngoãn, hãy ra ngoài và làm việc vặt thật nhanh. Ngay cả khi tôi nhìn thấy vợ tôi, hãy tưởng tượng nó như một quả bóng không khí. Tại sao nó đáng sợ? Quần áo vẫn bẩn. Thấy Nobita sắp bị bỏ rơi, Lan Mập nhanh chóng lấy ra tờ, phải giúp đỡ, con ông đang gặp rắc rối. Nobita vừa mới khóc một giây trước, giây tiếp theo, tôi bị ông vò vẽ sợ hãi đến phát điên, ai biết Hornet sẽ thay đổi hướng đi. Nobita bị hại biến thành chuột chết đuối, nhưng dịch vụ hậu mãi đầy đủ, ba lô của Nobita được hai chồng hổ nhặt về, chồng tôi cũng là một thiên tài, nhìn thoáng qua là có thể biết ngay nó thuộc về Nobita, không ngờ đàn ông lại bất ngờ tới, hóa ra đây là hoạt động bí mật của Phát Ti Lan, hổ và chồng trốn thoát bằng mọi cách, trốn trong cửa hàng rau quả, sếp cũng là người có trái tim ấm áp, tôi có một cái theo danh sách, nó chật cứng rồi, những con ông bắp cày tiếp tục đi, đuổi theo hai người ra phố thương mại, thấy tiệm bánh này nổi tiếng quá, ông bắp cày bắt đầu hành động ngay, không có gì được thực hiện, nó làm những người xếp hàng sợ hãi, người phục vụ sẽ không thể xử lý tất cả các thao tác này, ai biết chồng tôi có mũi chó, tôi lần theo mùi hương và tìm thấy nó, đã mua bánh mì, đi đến cửa hàng thịt, vừa đúng dịp sale nửa giá, đúng lúc hai người họ đang cảm thấy hụt hẫng, con ông đến, hai người chỉ có thể vào cửa hàng mua thịt, Fatty Blue thậm chí còn nghĩ rằng nó hơi nhiều, nhưng Nobita vẫn chưa phơi quần áo, con hổ béo và cả hai bị đàn ông đuổi theo, trốn đến tận nhà Nobita, sau vài lần vẫy tay, chiếc túi rơi vào tay Lan Béo, hổ béo lo lắng, một loại súng máy phun nước khác, pháo bắn nước nữa, một số hoạt động, tưới nước khắp vườn, béo Lan đưa đồ cho mẹ, hai chồng hổ cũng mang theo thùng cát tông bỏ chạy, thấy không có đường thoát, hai người chỉ có thể lựa chọn ngồi xổm trên bãi cỏ, hổ béo sợ quá, ai biết đây là một chiếc xe tải tái chế. Con ông cuối cùng đã bay đi, Nobita sợ quá không dám về nhà, không ngờ Lan Béo lại ra mở cửa chào đón, đi vào phòng trong tâm trạng lo lắng, nhưng tôi đã nhận được lời khen chân thành từ mẹ, tôi cảm thấy như con trai lớn của tôi đã lớn, Nobita vẫn còn bối rối, tôi nhận được 1.000 đại dương như một phần thưởng từ mẹ tôi, những con ông thật tuyệt vời, các bạn có sợ hãi không? Trò chơi bực gần đây mang đến cho mọi người những kỷ niệm về trò chơi tuổi thơ. Vậy các bạn thích chơi game gì nhất? Nobita không nộp bài tập suốt một tuần, những cuộc điện thoại đã được thực hiện tới nhà tôi, vội vã về nhà, bị bóng chày đánh trên đường. Bạn có thể gặp được tu hoàng FAT Tiger không? Nạn nhân cũng phải trở thành thủ phạm. Nobita, người đàn ông đích thực mang dòng máu sắt, một bàn thắng đã được gửi đến Sen Chenjia. Chúa giận quá nên nổi cơn thịnh nộ. Những người bạn không còn cách nào khác là phải bắt được thủ phạm, cho dù phía sau có sói, hổ, báo, Nobita vẫn trốn thoát được. Hổ béo làm sao chịu nổi khi có người bỏ chạy ngay trước mũi mình? Trực tiếp dùng 10 truyện tranh của Siafu để trao thưởng bắt người. Mẹ tôi ở nhà cũng dần trở thành bà hoàng. Fatty Blue không còn cách nào khác là phải lấy quả bóng tuần tra ra. Tôi cần gửi tin nhắn trước cho Nobita. Bóng tuần tra tới đồi sau, tôi tìm thấy Nobita dưới chiếc áo ngàn năm tuổi, có chó rừng, hổ và báo trong thị trấn. Trong nhà còn có mẫu hậu. Tôi muốn về nhà bằng bất cứ cánh cửa nào, nhưng cửa nào cũng cần bảo trì định kỳ. Lan Béo không còn cách nào khác đành phải lấy nó ra lần nữa. Bản đồ lộ trình và đảo ngược chướng ngại vật. Nếu bạn quyết định làm điều đó, hãy làm nó thật lớn. Đầu tiên hãy bố trí bản đồ, sau đó đánh dấu vị trí của Nobita và kẻ địch trên bản đồ. Béo Lan liếc nhìn sang một bên, mọi người đều bị sốc. Nobita đang gây thù chuốc oán khắp thành phố. Nobita vừa trốn thoát khỏi ngọn núi phía sau, kẻ thù xuất hiện trên bản đồ, làm theo hướng dẫn của Béo Lan, vừa thoát khỏi nanh vuốt của Haru, Fatty Blue tiếp tục chỉ đạo, nhưng kẻ thù lại xuất hiện và nó vẫn tấn công từ cả phía trước và phía sau. Nobita chỉ làm được một hầm, thu hoạch thành công kẻ thù mới. Béo Xanh bị sốc, thật là may mắn, thấy quân địch đuổi theo phía sau. Fatty Blue không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những chiêu thức lớn hơn của mình, lấy ra thiết bị dừng cờ, cây gậy rơi. Tôi vừa mới giết được ba mạng, không ngờ anh chàng mập xanh lại có vẻ ngoài dễ thương, làm thế nào anh ta có thể tấn công mạnh mẽ như vậy? Hổ béo lo không bắt được Nobita, tôi cần phải đánh mạnh vào bạn bè của mình, nhưng người chồng đã tìm được người trợ giúp bí ẩn, ăn vặt và ra lệnh cho con, nhưng chuyện lớn đã xảy ra sau một ngụm trà sữa. Quân cờ chạy nhanh hơn con gián, hóa ra người trợ giúp mà tôi đang tìm kiếm là người của bộ phận điền kinh. Tôi đã tìm thấy Nobita trong vài phút. Nobita chạy sang bên phải theo chỉ dẫn của Lan Béo, không ngờ hóa ra lại là một con rùa nằm trong hũ. Làm sao mà anh chàng béo xanh này lại có tâm trạng uống trà chiều? Nhưng phải có đường lên núi bằng ô tô. Câu lạc bộ điền kinh thực sự đã chứng kiến Nobita trượt vào khoảng trống. May mà Nobita gầy hơn, nếu Fatty Blue ở đó, anh ấy sẽ phải bay lên từ chỗ cũ. Nhưng lối ra là
ngõ cụt, nhưng Lan Béo lại bảo Nobita trốn vào nhà kho, chờ bộ môn điền kinh đến. Tôi thực sự đã tìm thấy đôi giày trị giá 300 lạng bạc ở đây, đợi bộ môn điền kinh vào kho, sau đó tôi mới nhận ra rằng đây thực sự là một trò lừa đảo trong một trò lừa đảo. Cánh cửa được đóng, Nobita là một người đàn ông tốt khác, ngay cả bộ phận điền kinh cũng thất bại. Hổ Béo chỉ muốn đập chồng tôi cho đến khi toàn thân tan nát. Phần thưởng cao, câu lạc bộ thể dục lại được triệu tập, nhưng chủ nhân thực sự nghĩ rằng phần thưởng quá thấp, FAT Tiger sẽ tăng giá bằng mọi cách, đi thẳng đến phá sản. Dù sao thì tôi cũng phải trả số tiền này. Xanh Béo vẫn đang chỉ huy Nobita, một quân cờ xuất hiện trong tư thế quyến rũ. Nobita bối rối, một nghệ sĩ đu dây bị ngã trên đầu. Tôi chạy lại và gặp lại chiếc máy lăn cơ thể người, con đường phía trước cũng bị chặn. Nobita chỉ có thể quay đầu bỏ chạy lần nữa. Không ngờ vẻ ngoài của người thứ ba còn ngầu hơn, sắp bị biến dạng. Nobita sà xuống, theo sau là một bước, nhưng không có lối thoát. Party Blue chỉ có thể chuyển sang màu đen trở lại. Một làn sóng của cây gậy gửi đi bộ phận điền kinh, nhưng bộ môn thể dục rất nhanh nhẹn và khó đề phòng. Lan Béo hoảng hốt, hắn hoảng sợ. Nobita cũng trốn vào tòa nhà, ngồi chờ bắt rùa vào hũ. Dù có khó khăn, mệt mỏi đến mấy cũng không thể khiến mình khổ sở. Dù thế nào cũng phải đi thang máy. Ngay lúc câu lạc bộ thể dục đến, thang máy cuối cùng cũng di chuyển. Nhưng ngay cả khi bạn đi thang máy, Nobita vẫn bị đẩy vào ngõ cụt. Phản đồ mở rộng Blue Party, nó thực sự đã khiến Nobita nhảy khỏi tòa nhà. Có lẽ tôi sẽ lao vào biến chiếc xe đạp của mình thành một chiếc mô tô. Nobita nhảy, tôi thực sự đã trải nghiệm niềm vui nhảy nhót hạnh phúc nhất ở độ tuổi của mình. Tôi tưởng tôi sẽ trốn thoát, không ngờ công việc của khoa thể dục còn tốt hơn. Sau đó một bàn tay xuất hiện, Nobita đã lưu chồng đẩy vali cao cấp nhập từ Pháp. Thực sự có một người ở bên trong, để không bị phá sản, người chồng thành lập liên minh tạm thời với Nobita. Nhìn thấy nhà đang ở phía trước, hiện tượng bất ngờ có thể xuất hiện trên bản đồ. Nobita thăm dò đầu cậu, Hổ Béo cũng thò đầu vào. Đối mặt với sự chênh lệch về sức mạnh, liên minh tạm thời bị giải tán ngay tại chỗ. FAT Tiger sắp giết người bằng nắm đấm của mình. Không ngờ Hổ Mẹ lại như thần giáng xuống lôi con Hổ Béo đi. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, chỉ cần nhìn vào bản đồ, nhà có hai trùng cuối. Nobita và cả ba đang chơi một trò chơi, rõ ràng là vừa thua trò chơi. Nhưng giây tiếp theo, mọi người đều mặc quần áo kỳ lạ, trở thành một đoàn tàu hình người. Học sinh đứng đầu bên kia muốn mời Shizuka đi du lịch Okinawa, nhưng giây tiếp theo, anh cũng mặc một bộ quần áo kỳ lạ. Và điều kỳ lạ này cuối cùng đã chỉ ra gia đình Nobita, bởi vì việc này là do Lan Béo lên kế hoạch. Trò chơi vòng quanh Nhật Bản, đây là sản phẩm được ưa chuộng để vui chơi và du lịch trong tương lai. Hành động còn tệ hơn sự phấn khích, Xanh Béo giành được tấm vé của Nobita. Mọi người đều đã đi qua trò chơi, điểm xuất phát là tháp Tokyo, biểu tượng của Tokyo. Luật chơi là ném xuất sắc, điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Đội đầu tiên hoàn thành việc check-in ở Hokkaido và Okinawa sẽ là đội chiến thắng. Nhưng tại sao Shizuka lại muốn ghép đôi với một học sinh đứng đầu? Học sinh đứng đầu ném 6 điểm. Nhiệm vụ tái chế xuất sắc được hoàn thành bởi Domain Mini. Sau đó trò chơi chính thức bắt đầu. Nhóm Shizuka dẫn đầu và nơi họ đến đó là đền Nippon Tosugu ở tỉnh Kokiki. Nơi này nổi tiếng với món bánh bao chiên. Chứng kiến ngoại tình giữa thanh niên Bạch Nhật, Nobita chỉ trách mình lên nhầm xe. Lần này đến lượt hai chồng hổ, FAT Tiger ném 5 điểm và hai Ancien cán được số 4. Đối với Tôn Cát, một điểm cảm ơn, giá một điểm là người đó đã chuyển đi nhưng vẫn ở Tokyo. Hai chồng hổ vượt đại dương đến đảo Sado ở tỉnh Niigata. Tôi không ngờ đây là hòn đảo không có người ở. Mặt khác, nhóm của Yasun thực sự đã lên một tầm cao mới. Người chồng cảm thấy việc di chuyển là không công bằng, nhưng chỉ cần bạn lăn được 4 điểm trở lên là bạn cũng có thể cưỡi lên nó. Mặc dù FAT Tiger ném 6 điểm, nhưng thói quen chơi game rất sâu sắc. Tôi tưởng mình có thể đến Hokkaido chỉ trong một lần, không ngờ phương tiện di chuyển lại là bồn tắm. Lúc này nhóm Shizuka đã đến tỉnh Biaji. Đây là hồ Ginga lớn nhất Nhật Bản. Nó đơn giản là một nơi phải lựa chọn để học tập. Lúc này Nobita đã âm thầm vượt xe, bởi vì chúng ta phải giữ phẩm giá của một người đàn ông. Bên kia, nhóm Yasu đến Hokkaido trước, đã hoàn thành lần đăng ký đầu tiên. Nobita cũng không kém cạnh. Người thứ hai đã đến Hokkaido. Chúng tôi cũng ăn cua hoàng đế đắt tiền. Mặc dù nhóm của Ancien đang dẫn đầu, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Cả hai đã gặp thần dịch hạch. Chỉ một động tác, hãy để hai người họ trở lại như cũ. Tôi đoán là tôi sẽ không thể trở lại đúng hướng trong một thời gian. Và FAT Tiger đã dựa vào cánh tay của mình để buộc phải sử dụng bồn tắm. Đến Hokkaido, nơi đầu tiên phải check-in. Nhìn Nobita ăn uống, Hổ Béo chỉ muốn chiếm lấy cho riêng mình. Không ngờ người chồng lại cung xuất sắc. FAT Tiger cuối cùng thậm chí còn không cắn một miếng. Điểm dừng chân tiếp theo của nhóm Tôn Cát là con đập ở tỉnh Toyama, và nhóm Shizuka cũng vừa chụp xong ảnh trẻ em ở tỉnh Hyogo. Không ngờ lần này bộ đôi chồng hổ lại bị lật úp, cần quay lại ba khoảng trắng. Tất nhiên, chồng tôi phải gánh vác trách nhiệm này. Nhóm Shizuka lại đến cùng các tỉnh Totori, một địa điểm hẹn hò khác. Dù bộ đôi hổ chồng có lùi lại ba ô vuông, nhưng tôi được hưởng lợi là có thể đổi hành khách. Chồng không nói gì. Hãy để sinh viên hàng đầu trải nghiệm niềm vui khi có một người đàn ông trên đầu một người đàn ông. Khi Siafu có được Shizuka, anh ấy cũng có được thần bệnh dịch. Shizuka trực tiếp bị bắt cóc. Party Blue bảo Nobita đừng lo lắng, bởi vì trong giây tiếp theo, con cầy hương đã biến thành công chúa. FAT Tiger đi theo học sinh đứng đầu và cho rằng mình chắc chắn có thể giành được vị trí đầu tiên. Lần này họ đến tỉnh Okama, nơi nổi tiếng với món cua. Vừa nghe đến đồ ăn, Hổ Béo liền không tự chủ được. Nhưng khi bạn lấy được con cua, Hổ Béo không dám nói nữa. Đây là loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Nếu FAT Tiger ăn nó chỉ bằng một miếng, anh ta sẽ bị nhốt vài năm. Nobita cuối cùng cũng có được Shizuka. Chúng tôi cũng đến thăm tỉnh Em, nơi nổi tiếng với suối nước nóng. Nhưng Nobita không quan tâm đến nhà tắm công cộng. Tất cả những gì tôi muốn làm là đi đến công viên giải trí. Nhưng Nobita đã không ném được 5 điểm. Nhưng sau đó chúng tôi đến Yufun, nơi cũng nổi tiếng với suối nước nóng. Nhưng Nobita đã không cho Shizuka một cơ hội. Lại đến thánh địa suối nước nóng Beppu. Lần này Shizuka thực sự tức giận. Thần bệnh dịch ban đầu muốn trở thành trưởng lão của mặt trăng, nhưng Nobita lại rất bối rối về phong cách. Thần dịch hạch không còn cách nào khác đành phải trả Lan Béo cho Nobita. Lúc này Nobita đã tới Okinawa. FAT Tiger không muốn thua trò chơi, nhưng học sinh đứng đầu lại là một kẻ ngốc định hướng. Đội Tôn Cát và đội chồng đến Okinawa cùng lúc. Hè đến rồi ai cũng muốn xuống nước vui chơi, nhưng đúng lúc này đội Subeba cũng đã đến. Hóa ra học sinh giỏi nhất không phải là kẻ ngốc. Thay vào đó, tôi chọn chế độ máy bay nhanh hơn. Hổ Béo vẫn chưa quên mối ác cảm với việc thay đổi đội của chồng. Mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại tổ hợp ban đầu. Chồng tôi sẽ dùng cuộc thi này để quyết định ai sẽ là người giúp việc gia đình trong một tháng. Thật tình cờ, Lan Béo cũng muốn trả thù việc vừa rồi bị gọi là kẻ hư. Trận chiến không rút súng bắt đầu. Mọi người đang
gian vượt qua những ngọn núi và rặng núi, trải qua 99-81 khó khăn, Nobita cuối cùng cũng trở về Tokyo trước. Nhưng một điểm cuối cùng, hãy để Nobita bị tiểu hổ trói lại. Nobita chỉ cần ném thêm 2 điểm nữa là có thể giành chiến thắng. Mặc dù số 5 đã được tung ra, nhưng nếu không dừng lại vừa phải, bạn sẽ không thể về đích. Chồng ném 4 điểm cũng đã vượt qua phần cuối. Hai nhóm thành viên liên tục chạy tới chạy lui về đích. SAT Tiger làm nên điều kỳ diệu với sức mạnh phi thường. Hai điểm lăng, hãy để hai người họ về đích trước và Nobita cũng sẽ trở thành nô lệ trong nhà. Tôi tưởng mình đã đánh mất số phận của mình, không ngờ chủ nhà lại gây bất ngờ lớn. Tổng cộng có 65 vòng để chạy, mọi người đều bị sốc. Vậy các bạn có muốn trải nghiệm loại game này không? Béo xanh vừa chụp ảnh TV, tôi đã có đôi chân dài rồi, chụp thêm một tấm nữa, hóa ra là đóng vai chính. Tin lớn, Tiểu Phúc sẽ xuất hiện trong The I Boy. Đây là bộ phim đình đám có thể so sánh với The Beijing. Không chỉ Shikam Chan, cũng có sự tham gia của Shikam Kun. Chỉ ba từ để đánh giá nó, đó là một cái tên quen thuộc. Siafu nói rằng anh ấy không muốn xuất hiện trong vai diễn này, nhưng ông không chịu nổi nên đã đến thăm nhà Ken 3 lần để cầu xin. Tôi phải bất đắc dĩ đóng một vai phụ nhỏ để đối phó với đạo diễn. Điều này đúng hay sai, chồng tôi cũng không quên mời mọi người đến xem, nhưng cũng đừng quên cay đắng. Nếu không ghen tị cũng không sao. Bạn có giận dữ lắm không? Không phải chỉ là vai phụ thôi, có gì mà kiêu ngạo như vậy? Đó là những gì nó nói, nhưng Nobita vẫn ghen tị. Suy cho cùng, Nobita chính là chú chó liếm trung thành của Shikam-chan. Đây là lý do tại sao hoa văn của Dacian quá nhỏ. Lan Béo nghĩ Nobita giỏi nên có thể làm diễn viên chính, bởi vì Fatty Blue đã hành động rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm này, má hồng hồng này. Không chỉ có vậy, Fatty Blue cũng có thể xử lý các phong cách khác. Nobita bị sốc, điều này là nhờ vào trở thành cổ máy nhân vật chính. Chỉ cần bạn sử dụng nó, bạn sẽ luôn là nhân vật chính. Cho dù đó là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng hay một bộ phim truyền hình ăn khách, Nobita cũng muốn ăn dưa của chính mình. Tiếc là Nobita đã lấy nhầm sách, Lan Béo đành phải lấy ra thêm hai cuốn sách nữa. Bạn thực sự không coi Nobita như một con người, vì Nobita không hài lòng. Vậy hãy thử xem một chương trình truyền hình, ví dụ như vở kịch này, Bác sĩ Béo Xanh. Một ví dụ khác là vở kịch này, Domain của Kesuin. Nobita cũng muốn làm nhân vật chính, nhưng Nobita không đi theo con đường thông thường, chọn biến mình thành nhân vật chính của một tài liệu giảng dạy tiêu cực. Nếu muốn phá bẫy chồng tôi giăng ra, chúng ta cần sử dụng đạo cụ khi Shikamu Boy bắt đầu phát sóng. Bằng cách này, Nobita có thể giành lại chiến thắng. Dù mọi người đều đến nhà chồng tôi, nhưng họ đều nhớ những lời cay nghiệt của chồng tôi ngày nào. Không ngờ người chồng lại dùng chiêu cuối. Thực ra tôi đã chuẩn bị rất nhiều chữ ký. Vở kịch cuối cùng cũng bắt đầu. Cú sút xa 3m của Shikam-chan, nhưng đã bị chặn bởi tia laser. Mặc dù Shikam-chan đã được cứu, nhưng một con tàu vũ trụ xuất hiện trên bầu trời để xâm chiếm trái đất, và chồng tôi sắp xuất hiện, tìm một kẻ ngốc giữa hàng trăm người. Dù sao thì tôi cũng không tìm thấy nó. Chồng thổi kèn nhiều rồi thành con đĩ. Nếu mọi người không cười, bạn còn chờ gì nữa? Giờ là lúc Nobita xuất hiện. Shikam-chan bị thương nặng, ngay khi con tàu vũ trụ sắp đến gần, siêu nhân Nobita xuất hiện, mọi người đều bị sốc. Tôi thấy người anh hùng vĩ đại đến theo gió, phá hủy tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Nobita đáp lại lời nói của Xiao không thay đổi. Đạo diễn mời tôi diễn và tôi không thể từ chối. Tin tiếp theo sẽ thú vị hơn. Nobita không chỉ tham gia thế vận hội, anh ta cũng thực hiện kỹ năng kỳ diệu là ngủ ngay lập tức trên không trung. Vì Nobita ăn một mình, Hổ Béo không chịu nổi nữa. Hãy dùng nắm đấm của bạn để Nobita có được cho mình một nhân vật chính. Nếu cậu dám từ chối, tôi sẽ đánh Nobita như đánh chó. Không ngờ chồng tôi chuyển kênh liền một lúc. Mặc dù Nobita đã thỏa mãn ước muốn trở thành nhân vật chính của FAT Tiger, thật đáng tiếc khi tôi đã trở thành một con đười ươi trong sở thú. Vậy FAT Tiger có hài lòng với nhân vật chính này không? Bàn ghế cao cấp nhất phải hội tụ sự khéo léo, đồng thời xem xét hình dáng cơ thể của người khác. Và những bộ bàn ghế khiến chồng tôi tự hào, tôi không ngờ rằng nó thực sự là do bố chồng tôi làm ra. Tôi không sợ nhà chồng giàu, tôi sợ người giàu cũng có thể làm đồ thủ công. Thật khoe khoang, các bạn của tôi ơi, tôi chán ngấy việc nghe điều này rồi. Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó. Thổi xong bố ơi, tôi cũng muốn khoe về những dụng cụ cao cấp sản xuất tại Đức mà bố tôi có. Định vị laser chính xác, siêu năng lượng có thể sạc lại. Thật không quan tâm đến sự khoe khoang của người khác. Bạn bè tôi đã chọn rời đi đúng lúc. So sánh người này với người khác thật khó chịu. Nhưng bạn không thể chọn ngày sinh của mình. Nhưng chắc ông bố yêu con trai của họ. Bố Xion cũng muốn đóng bàn ghế cho Nobita. Mặc dù Nobita đã cảm động, không ngờ bố tôi không chỉ kém cỏi về mặt kỹ thuật, các dụng cụ vẫn cũ và rỉ sét. Nobita vô cùng thất vọng, bố đã dùng hết sức lực, dụng cụ bị hỏng, bố muốn đổ lỗi cho cụ để thỏa mãn tình yêu của người cha dành cho con trai mình. Lan Béo lấy ra thuốc thợ mộc, chỉ cần con uống là bố sẽ có ngón tay vàng. Chàng Xanh Béo nhấc một tấm ván gỗ lên, tôi muốn bố tôi dùng đôi tay trần của mình như một cái cưa. Không ngờ lại thực sự có thể, sắc nét như sản xuất tại Trung Quốc. Với đôi tay này, bàn ghế của Nobita không phải là chuyện vài phút, nhưng bố đã vượt qua được và cắt đầu ông ấy. Bố không còn cách nào khác là phải mua nó từ nhà kho, di dời khúc gỗ trũng 82 tuổi ra ngoài. Số gỗ này được chính Nobita đưa từ biển về, dùng nó làm bàn làm việc cũng có ý nghĩa đặc biệt. Bố đã sẵn sàng để đi. Đầu tiên, bạn dùng tay đóng đinh để phá bỏ những khoảng trống, sau đó bẻ gỗ. Bố đã làm rất tốt. Nobita đã cổ vũ cậu từ bên lề. Nhìn vào một thành phẩm thiết kế retro như vậy, Nobita cảm thấy mình đã lấy lại được thể diện và những công việc thủ công trên bàn làm việc. Nó đầy ắp những kỷ niệm của những năm đó. Với kiệt tác này, Nobita cảm thấy mình chắc chắn đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Siafu. Nếu không có gì xảy ra thì sẽ có tai nạn. Cha của Siafu trực tiếp xây dựng một lò pin, chỉ có nhà chồng mới làm được việc lớn như vậy. Suy cho cùng, thú cưng cũng là thành viên trong gia đình, nhưng pin không chỉ sang trọng ở bề ngoài, chỉ cần tắt đèn, nó trở thành bầu trời đầy sao của vũ trụ. Cảnh này đang được so sánh, không chỉ được dựng thành phim và để Nobita mang về nhà chọc giận bố. Nobita đang bàn biện pháp đối phó với bố, mẹ ở đây để được giúp đỡ. Cửa tủ bếp bị hỏng, Nobita muốn nhân cơ hội này để thực hiện một cuộc cải tạo lớn. Mẹ nghĩ nó hơi cường điệu, nhưng Lan Béo đã lấy lọ thuốc thợ mộc ra, cảm hứng thiết kế đến từ các tạp chí nội thất. Bố quyết định làm những bộ phận ngoài sân trước, sau đó lắp ráp nó trong nhà bếp, nhìn khá chuyên nghiệp. Bố nhấp một ngụm thuốc, nhưng chỉ mới bắt đầu, bố bị đau lưng và chuột rút ở chân. Lan Béo dạy bố một số mẹo, bàn tay bố trực tiếp trở thành động
động cơ điện. Nobita tưởng bây giờ bố đã ổn định, nhưng bố lại gặp rắc rối và thậm chí còn cưa cả bàn. Chồng bên kia muốn khoe với nhà Nobita, trực tiếp lấp đầy hận thù, muốn dùng công cụ mới để khiến Nobita bỏ cuộc so sánh. Bố Nobita nhìn thấy ba lỗ trên bảng, và những cái hố này đều có những bí ẩn, chỉ cần đưa vào ánh sáng, nó trở thành một chiếc bàn phát sáng. Lúc này người chồng đã đến chiến trường, và bố chồng tôi đang cầm trên tay công cụ mới nhất. Anh không hề biết rằng bàn tay của bố Sion giờ đây đã có thể hàn được. Nhìn một gia đình phản khoa học như vậy, người chồng cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn, chọn chạy trốn và chiến đấu vào một ngày khác. Việc sửa sang nhà bếp cuối cùng đã hoàn thành, toàn bộ khán giả đang cuồng nhiệt. Mẹ chợt cảm thấy đôi vợ chồng già cũng như vợ chồng mới cưới. Đổi lại tối nay mẹ tôi sẽ là người nấu ăn. Nobita muốn chọc giận chồng, nhưng chồng lại nói anh có một chàng trai quyền lực hơn. Nobita không còn cách nào khác đành phải đưa bố đi thách đấu, nhưng bố chỉ muốn đi lấy kinh Phật. Nhà chồng tôi giàu thật, lại có cả máy xúc nữa, và muốn tạo ra một suối nước nóng theo phong cách nhiệt đới trong sân. Bố Sion đi thẳng lên và thổi xì hơi cầu vồng. Bố chồng tôi cũng nhân cơ hội này khoe chiếc máy xúc tuyệt vời này, nhưng bố chồng tôi chưa bao giờ đến Lan Hương. Tôi tưởng anh ấy là vua, không ngờ nó lại là đồng. Chúng tôi ngay lập tức bắt đầu phá dỡ ngôi nhà. Cha của người chồng bé nhỏ cuối cùng cũng sống sót, nhưng biệt thự lớn lại biến thành ngôi nhà thô sơ để giúp Siafu xây dựng lại tổ ấm của mình. Mọi người quyết định cùng nhau hợp tác. Lan Béo lấy ra thuốc thợ mộc, năm Ultraman xuất hiện. Hai bà nội trợ ở phía bên kia đang đi mua sắm về. Mẹ vợ trẻ cũng không quên khoe khoảng sân sắp được cải tạo, và năm chàng Nobita đang sử dụng siêu năng lực của mình. Một dự án lớn đang diễn ra, chờ vợ về, mọi người đều bị sốc. Biệt thự lớn trực tiếp trở thành một lâu đài lớn. Phải làm gì nếu nhà quá bừa bộn? Đừng sợ, chỉ cần sử dụng nó, xem nhanh các vật dụng trong nhà bạn. Rồi sao? Bạn đang chờ đợi điều gì? Hãy nhanh tay like, theo dõi và đọc tiếp nhé. Nhà này bừa bộn quá. Cửa kho mở ra, mẹ bị ép vào núi ngủ chỉ sơn. Cửa tủ mở ra, bố cũng rơi vào bẫy. Tôi thích ăn, uống và vui chơi. Ngay khi mẹ mở cửa, Nobita lại bị đuổi ngay tại chỗ. Căn phòng thật bừa bộn, nó có phải là nơi sinh sống của con người không? Nhưng Nobita muốn tìm sự bình yên trong sự hỗn loạn. Nhưng khi tôi nói điều này trước mặt mẹ tôi, Nobita, tôi nghi ngờ bạn đang yêu cầu sự thiển cận. Lan Béo thuyết phục Nobita dọn dẹp mọi thứ, nhưng Nobita chỉ muốn vui chơi đúng lúc. Điều đó thực sự khó khăn đối với cậu bé mập xanh chân ngắn. Chính xác thì phòng sạch là gì? Tôi phải hỏi chồng tôi chuyện này. Vì phòng anh trống, nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Có một cảnh khác trong tủ. Vì sự chia ly đang phổ biến gần đây, thúc đẩy rằng cái mới không nên đến và cái cũ không nên đi. Những thứ dư thừa đã bị vứt bỏ từ lâu. Đại Hùng cũng muốn đến giải tán sự chia ly, nhưng Lan Béo lại chiếm tủ chứa đồ. Tổ của tôi đang bị nhắm tới, làm sao Fatty Blue có thể chịu đựng được? Tham gia chương trình TV Úc Show House, giúp Nobita sắp xếp đồ đạc. Đầu tiên viết về phòng của Nobita, sau đó tiến một bước lớn. Con mèo bị nhà ăn thịt, không ngờ trong phòng lại có một cái hang. Đồ vật trong phòng được phân loại theo chủng loại. Những thứ bạn không cần sẽ rõ ràng trong nháy mắt, chỉ cần đặt nó vào giỏ hàng bị bỏ rơi. Đầu tiên chúng tôi đến khu đồ dùng học tập. Bút chì tuy ngắn nhưng vẫn dùng được. Mặc dù có rất nhiều cao su, nhưng càng đông càng vui. Còn những tờ giấy không điểm treo đầy trên tường thì phải vứt đi. Đối với tất cũ, Nobita cho rằng chỉ những người có gu thẩm mỹ mới được gọi là đàn ông đích thực. Xanh Béo muốn vứt con vịt nhỏ màu vàng đi, nhưng Nobita chỉ xem truyện tranh. Suy cho cùng, đây là kho báu của riêng bạn, nhưng một con ruồi trong thuốc mỡ. Hai truyện tranh được FAT Tiger mượn, nhưng làm sao FAT Tiger có thể thừa nhận công lao của mình một cách dễ dàng như vậy? Nobita không nói nhiều lời tàn nhẫn, đi thẳng vào phòng FAT Tiger. Căn phòng chứa đầy chiến lợi phẩm của FAT Tiger. Nobita thật may mắn, đã thu thập truyện tranh thành công. Sau một thời gian dài bận rộn, Nobita không những không vứt nó đi mà còn kiếm thêm hai cuốn truyện tranh. Nobita quyết định tấn công bố mẹ trước. Nhà Nobita có thể mở siêu thị. Béo Xanh đang đẩy xe. Tôi muốn bố mẹ tôi làm gương tốt cho Nobita. Mẹ muốn vứt chiếc quần đùi của bố đi, nhưng bố lại muốn vứt quần áo của mẹ đi. Mua ba cái cùng kiểu, hoặc là kẻ thua cuộc hoặc kẻ thua cuộc. Nhưng thân thể của ta bỗng nhiên béo gầy, ta không nghe lời ngươi. Vì vậy, bạn không thể vứt bỏ cả ba túi mua sắm các loại. Đó là thứ mẹ tôi dùng để hỗ trợ cảnh quay. Bố dám giấu tiền riêng đều bị tịch thu. Về các thiết bị cũ trong nhà, nhưng bố tôi nói đó là đồ cổ và sẽ có giá trị cao trong tương lai. Và đừng vứt những chai rượu rỗng đi. Ít nhất nó có thể chứng minh rằng tôi đã uống 1.000 nhân dân tệ mua tay. Nhưng thật kỳ lạ khi trong nhà lại có nhiều thú cưng hơn. Nhìn chú chuột siêng năng quá, toàn bộ con mèo của Fatty Blue đang trong tình trạng xấu. Chồng tôi cũng muốn sử dụng công cụ này. Suy cho cùng thì nhà tôi giàu có và có quá nhiều của cải. Nhà chồng hoành tráng quá, nó có thể được mở trực tiếp như một cửa hàng bách hóa. Mẹ vợ trẻ rất nghị lực, vứt chúng đi, vứt chúng đi, vứt chúng đi. Không cần TV hoặc đồ nội thất, đến cả xe thể thao cũng phải vứt đi. Nói lời tạm biệt với những điều cũ, cả Nobita và Nobita đều sững sờ. Vứt bỏ đồ đạc khiến bạn mệt mỏi. Hôm nay mẹ chồng tôi quyết định ném nó vào đây. Đợi mẹ tới phòng Nobita, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vời. Cái gối này có phải là một mảnh rác không? Tất nhiên là không. Đây là mùi tiền. Bố chồng tôi đã về nước, tưởng bị cướp. Bây giờ hãy đến chỗ Nobita và xin nó. Tôi vẫn có thể muốn nó trở lại.